Cứ lên chị Đan ơi. Ok, đổi kiểu cho anh nè. Thôi ok. Lên đây, anh thấy bộ này ok rồi đó. Cái gì mình đổi layout đi. Xong rồi mình chụp bộ mới nha. Dạ. Chị Đan, chị đi theo em chỉnh chị nha. Ra đây em chỉnh cho. Anh đợi xíu nha, em nhậm phấn anh sau. Cái gì anh ra ngoài hút thuốc xíu rồi. Khi nào xong rồi nói anh nha. Dạ. À, Phúc ơi, anh ra anh thay bộ đồ khác luôn nha. Ok. Chị, công nhận da chị đẹp ghê á. Trời, da chị bình thường, chị thấy da em mới đẹp á. Da em mà đẹp cái gì, không make up thấy ghê lắm. Mà nãy giờ chị quên hỏi nha, cái màu son em đánh là màu gì á? Nhìn tự nhiên quá à. Màu này hả? Ừ. Trời, cái màu này rẻ tiền à. Cái màu em chuẩn bị đánh cho chị mới đẹp. Thôi, nhưng mà chị thích cái màu son của em á, tí đổi chị đi. Nè, màu của em nè. Trời, cho chị á. Hả? Em tặng chị. Thôi, tí nữa chị chụp hình lại, mốt chị tự tìm chị mua. Thôi, cái này rẻ mà tặng chị á. Cảm ơn nha. Dạ. Tính gì đâu mà dễ thương quá trời luôn. Dễ thương vậy á, đóng anh theo đuổi, sao chịu nổi. Trời, em mới chia tay á chị. Bây giờ vẫn còn buồn luôn á. Vậy mà mỗi ngày phải đi trang điểm cho cô dâu chú rể rồi nè. Thôi, chị xin lỗi nha, chị không có biết. Có gì đâu xin lỗi, em bình thường mà. Nói chung là sau cơn mưa trời lại sáng, rồi cuối cùng sẽ tìm được một người mà yêu thương, chăm sóc em tận tình. Rồi, chị vô thay đồ đi. Ừ, chị thay đồ ha. Anh Hưng ơi, anh vô đây em dặm lại nè. Chị đi nghe. Dạ. Dạ. Oh, em chọn được rồi nè. Lấy tấm này làm hình cưới nha. Cái này đẹp nè. Tấm nào cũng được, em thích là được, em cứ chọn đi. Không được rồi. Tấm này cái mặt em hơi tròn thì phải. Hay là tấm này ta. Anh Hưng, coi thử tấm này đi, đẹp nè. Anh Hưng, quay mặt coi với em đi. Anh Hưng. Hả? Anh nghe em nói gì không? Đâu anh coi coi. Làm gì? Dạ. Chết cha. Em không có cố ý, xin lỗi anh nha. Không sao, không sao. Không sao, không sao, không sao. Thôi chị. Em sao vậy? Đâu có sao đâu, anh cho hình đi. Đâu, anh thích tấm nào? Này hả? Tấm này cũng dễ thương nè. Hai đứa mình lên hình xinh quá ha. Dễ thương ghê á. Anh thấy tấm nào cũng đẹp hết. Em thích tấm nào thì cứ chọn ha. Dễ thương quá. Chị nhắm mắt lại nha. Bữa nay em trang điểm cho chị là cái tông này là bao đẹp luôn. Đó vợ ít có khi nào make up đậm lắm. Nên hôm nay chị hơi run với hồi hộp nữa. Yên tâm đi, em không có make up đậm đâu. Em chỉ làm cho nó chắc cái nền thôi. Rồi ok. Xong rồi hả? Nè, chị mở mắt ra coi đi. Dữ không? Wow, đẹp chưa? Ủa Linh. Dạ? Em có bạn trai mới rồi hả? Có đâu. Sao chị hỏi em vậy? Chị thấy cái này nè. À cái này á hả? Cái này là em bị con gì cắn đó. Chứ không phải như chị nghĩ đâu. Em về trước nha, hồi nữa gặp chị ở nhà hàng ha. Có gì nhắn em nha. Ok. Bye bye chị. Bye bye em. Alo. Alo, cô dâu của tôi xong chưa? Tôi chuẩn bị qua rước nè. Cô dâu xong rồi nè, chú rể đang ở đâu đó? Đây nè, chứ đâu. Đẹp quá ta. Giờ em cứ nghỉ ngơi một xíu đi nha. Anh đậu xe gần nhà rồi. Tới đúng giờ là anh đón em liền đó. Ừ, em biết rồi. Thank you.
nhận ra ai không? Không cần nhìn rõ mặt chị cũng biết người đó là ai mà. Cũng đúng ha. Chồng của mình đầu óc tay gối bao nhiêu năm, không lẽ không nhận ra đúng không chị? Em muốn gì? Em muốn chia buồn cùng với chị, vì chị đã cưới nhà một thằng chồng đê tiện, dụ dỗ hết con gái nhà người này đến gái nhà người khác để được ngủ free. Một thằng chồng mà không có tiền mà vẫn thích đi chơi gái, dùng những lời lẽ mà đê tiện đố mạt nhất để dụ dỗ phụ nữ người ta lên giường. Chồng chị ấy, trong đó có em đúng không? Thấy em cũng có vẻ căm phẫn lắm mà. Nhưng mà chia buồn với em nha, đấy không phải là chồng chị, đây là chồng cũ, hiểu không? Nè, chị với Hưng ly dị nhau lâu rồi. Anh Hưng nói với tôi là chị với anh Hưng chưa hề ly dị. Nếu chị với anh Hưng chưa hề ly dị thì em nhảy vô làm cái gì? Em là cái người thứ năm tìm chị để nói những cái chuyện này rồi đó. Em đang nghĩ cái gì vậy? Em tin vào một người đàn ông có thể bỏ vợ, bỏ con để theo người mới à? Yêu em hả? Không có. Em tin gì ở một người phản bội em? Tôi muốn thông báo với chị á, là vài ngày nữa tôi sẽ bóc phốt anh Hưng trên tất cả các mạng xã hội. Tôi báo trước cho chị biết vậy thôi. Chị cứ nghĩ là em tới đây gặp chị là nhờ chị đi đánh ghen giùm mấy nhỏ khác, nhưng mà không phải. Chị... Nè bé, em muốn phốt gì em cứ phốt, em muốn đăng gì em cứ đăng. Em muốn đăng giật tích như thế nào cũng được. Diễn viên Duy Hưng là kẻ ăn tạp, chuyên bỏ vợ bỏ con đi dụ dỗ con gái nhà lành. Ok, em cứ việc. Chị không quan tâm, mặc kệ. Ok. Nè, cô cho người đăng bài bóc phốt tôi đúng không? Ừ, đúng rồi đó. Rồi sao? Ngay cái chuyện mà dắt gái về nhà tôi ngủ anh còn dám, thì có cái gì để sợ đâu anh Hưng. Anh Hưng, tôi có đợi anh thiếu thốn cái gì không? Mà tại sao anh gả hết con này tới con khác vậy? Tôi xin cô, bây giờ cô gỡ hết mấy cái bài đó xuống liền giùm tôi một cái. Mấy cái hợp đồng sắp nhận nó lớn lắm, không có để chuyện này xảy ra được. Bây giờ anh chọn đi. Một là yêu tôi và công khai với tất cả mọi người, còn không thì tôi sẽ phá nát hết sự nghiệp của anh. Được rồi, anh xin lỗi. Bây giờ trước tiên em gỡ hết mấy cái bài đó xuống giùm anh một cái nha. Thật sự là anh chỉ yêu có một mình em thôi, còn mấy con nhỏ đó chỉ là anh chơi qua đường thôi, anh không có ý gì hết. Em thừa biết điều đó mà. Anh xin lỗi em nha. Sau này anh không có như vậy nữa đâu, anh sẽ thay đổi mà, anh sẽ bỏ hết. Anh năn nỉ em mà nha. Tháo xuống đi em, để như vậy hoặc là chết anh luôn đó. Alo chị nè, em tháo hết liền tất cả các bài báo giùm chị nha. Ok, chi phí bao nhiêu cứ nhắn nha chị. Thôi mà, anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi. Rồi anh nữa. Sao? Rồi bây giờ á, khi nào mới xong cái thủ tục ly hôn để mà anh cưới em? Thời buổi bây giờ mấy cái giấy tờ thủ tục ở đâu còn quan trọng nữa đâu em. Anh với Linh kết thúc lâu lắm rồi, bây giờ nếu mà có gặp lại thì cũng chỉ vì con cái thôi. Cái gì bỏ được chứ con cái của mình sao anh bỏ rơi nó được, đúng không? Nhưng mà em muốn được đường chính chính ở bên cạnh anh, chứ không phải làm người thứ ba vậy. Đâu có đâu, thì em cứ công khai với mọi người đi. Bạn bè đồng nghiệp của anh em cũng gặp hết rồi, đâu có lạ lẫm gì nữa. Nếu như mà anh có cái gì đó bậy bạ mà mờ ám đúng không, làm sao anh giới thiệu em với mọi người được, đúng chưa? Không biết. Con nó đi học Anh Văn rồi, 45 phút nữa ngoài đưa nó về rồi anh chở nó đi. Có cần anh phụ không? Không cần đâu, em làm được mà. Để anh làm chưa? Thôi em làm được mà. Ngày xưa anh làm tổn thương em nhiều rồi, bây giờ anh bù đắp được cái gì thì anh bù đắp, cứ để anh làm chứ. Linh, anh xin lỗi. Anh biết là anh sai nhiều lắm,
anh xin lỗi em nha. Anh Hưng! Đang sao em ở đây vậy? Có người nhắn tin kêu tôi tới. Còn anh, tại sao lại ở đây? Anh tới thăm con, với lại anh đang phụ Linh rửa chén. Thăm con hả? Anh rửa chén hả? Chính mắt tôi nhìn thấy hai người đang ôm hôn nhau. Anh còn chối được hả? Tại sao anh gọi chị với tôi hả? Hai người đi ra ngoài cãi nhau đi, đừng có cãi nhau trong nhà của tôi. Còn em nữa, em đừng có mù quá như vậy. Một người có thể sẵn sàng bỏ vợ bỏ con để theo người khác thì em mong chờ gì? Em mong chờ cái gì từ một người phản bội?